nguyên nhân cái chết bí ẩn của Alexander Đại Đế. Alexander III cũng được biết đến là Alexander Đại Đế, được coi là một trong những vị tướng thành công nhất trong lịch sử. Về cái chết đầy bất ngờ và bí ẩn của ông, hiện có bốn giả thuyết, bao gồm sốt rét, bệnh thường hàn, ngộ độc rượu hoặc bị kẻ thù cố tình đầu độc. Trong đó có ba giả thuyết không được coi là thuyết phục, chỉ còn nguyên nhân bị đầu độc là hợp lý nhất. Theo sử sách, 6 ngày sau khi qua đời, thi hài của Alexander không hề bị phân hủy, mặc dù được quan ở một nơi nóng nực, oi bức. Giải thích về hiện tượng này, các chuyên gia cho rằng trong cơ thể alexander có một lượng độc tố chết người lan tỏa khắp nơi và chính độc tố đã làm giảm tốc độ phân hủy